Đời nhiều cuộc phiêu du, nhưng chuyến đi mà ta mong đợi nhất là chuyến đi về nhà. Và ca khúc tiếp theo là Đi để trở về 2, sáng tác Tiên Cookie, do sự thể hiện của Xuân Nghĩa. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Bài này khá quen, mọi người hát cùng em nhé. Sớm nay sáng xuân tình mơ vội vàng lên chuyến xe, chuyến xe đưa tôi trở về nhà với mẹ. Lòng tôi đã xôn xao nồn nao từ tận tối qua, tôi như đứa trẻ cùng mong rằng bánh xe lăn nhanh, lăn đều hơn nữa nhé. Trái tim tôi đang đập vội vàng lắm rồi, một năm đã đi xa đi bao nhiêu là chuyến đi không giống chuyến này. Vì tôi đang về quê. Chuyến này đặc biệt vì tôi biết có người đợi chờ tôi, nhớ tôi và mong ngóng tôi. Thế nên phải mau về thôi. Mùa xuân ngoài kia nâng ấp tràn hoa. Ngồi nhiều giờ trên xe, tôi ngắm nhìn mọi người xung quanh, đều bồi hồi rất muốn nhanh về đến nhà. Nhớ những gì một năm đã qua, từng chặng đường đã xa, kỷ niệm buồn lớn vui ta từng trải qua. Chuyện của mình trong năm tôi muốn kể hơn bao giờ hết, kể rằng mình đã sống yêu đời thế nào. Không chuyến nào bằng được chuyến đi về nhà cùng gia đình, lòng rộn ràng biết bao đi để trở về. Bánh xe lăn nhanh, lăn đều hơn nữa nhé. Trái tim tôi đang đập vội vàng lắm rồi. Một năm đã đi xa, đi bao nhiêu là chuyến đi không giống chuyến này. Vì tôi đang về quê. Chuyến này đặc biệt vì tôi biết có người chờ tôi, nhớ tôi và mong ngóng tôi. Thế nên phải mau về thôi. Mùa xuân ngoài kia nâng ấp tràn hoa. Ngồi nhiều giờ trên xe, tôi ngắm nhìn mọi người xung quanh, đều bồi hồi rất muốn nhanh về đến nhà. Nhớ những gì một năm đã qua, từng chặng đường đã xa, kỷ niệm buồn lớn vui ta từng trải qua. Chuyện của mình trong năm tôi muốn kể hơn bao giờ hết, kể rằng mình đã sống yêu đời thế nào. Không chuyến nào bằng được chuyến đi về nhà cùng gia đình, lòng rộn ràng biết bao đi để trở về. Đời nhiều cuộc phiêu du, nhưng chuyến mà ta mong đợi nhất chẳng phải là chuyến đi về nhà hay sao. Đi xa để trở về chính nơi gia đình chờ mong ta, không phải chờ nữa đâu, ta phải về thôi. Chuyện của mình trong năm tôi muốn kể hơn bao giờ hết, kể giờ mình đã sống yêu đời thế nào. Không chuyến nào bằng được chuyến về nhà cùng gia đình, lòng rộn ràng biết bao đi để trở về. Lòng rộn ràng biết bao.
đi để trở về.